Bản tin trưa ngày 12 tháng 8. Kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi bản tin trưa ngày 12 tháng 8. Bản tin sẽ gồm có những nội dung chính sau đây. Tin tại Việt Nam, Hà Nội tìm người từng đến chợ đám do liên quan đến ca nhiễm COVID-19. Tại Hải Dương, một bé trai 3 tuổi nhiễm COVID-19 xuất hiện 8 cụm dịch. Thanh Hóa dừng các dịch vụ bán hàng và ăn uống tại chỗ từ 12 giờ ngày 12 tháng 8. Đà Nẵng thêm 56 ca dương tính, có 5 F0 phát hiện trong cộng đồng tại khu công nghiệp Hòa Cầm. Bình Dương hết vaccine, gửi văn bản hỏa tốc xin thêm 1 triệu liều. Bộ Y tế yêu cầu công ty An Sinh làm rõ việc tăng giá máy thở lên gấp đôi. Tin thế giới, động đất mạnh 7,2 độ Richter rung chuyển Philippines kèm cảnh báo sóng thần. Mỹ kêu gọi OPEC và đối tác tăng sản lượng dầu nhằm giúp hồi phục kinh tế toàn cầu. Taliban có thể chiếm thủ đô Kabul trong 90 ngày, hàng trăm lính Afghanistan đầu hàng. WHO thử nghiệm 3 loại thuốc điều trị COVID-19. Và sau đây là thông tin chi tiết. Thưa quý vị, trong vòng 24 giờ, từ 6 giờ ngày hôm qua ngày 11 tháng 8 đến 6 giờ sáng hôm nay ngày 12 tháng 8, Việt Nam đã xác nhận hơn 8.600 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm hiện tại lên 241.543 ca. Riêng ngày 11 tháng 8 đã ghi nhận 342 ca tử vong. Trước hết là tình hình dịch bệnh tại Hà Nội. Như Khỏe Tự Nhiên đã đưa tin vào ngày 11 tháng 8, thành phố bắt đầu mở rộng xét nghiệm trên diện rộng với 3,3 triệu mẫu ở 3 nhóm đỏ, da cam và xanh. Đến tối cùng ngày, Sở Y tế Hà Nội cho biết trong 177.924 mẫu xét nghiệm thì có 8 mẫu có kết quả dương tính, 57.649 mẫu âm tính, còn lại chưa có kết quả. Tính từ đợt dịch thứ tư đến ngày hôm nay ngày 12 tháng 8, Hà Nội đã có 1.957 ca nhiễm, trong đó có 1.118 ca được phát hiện trong cộng đồng. Hà Nội tìm người từng đến chợ đám do liên quan đến ca nhiễm COVID-19. Vào ngày 11 tháng 8, giới chức huyện Thanh Trì đã phát đi thông báo tìm người đến chợ Vĩnh Thịnh ở xã Đại Áng trong khoảng thời gian từ ngày 2 đến ngày 10 tháng 8. Theo thông báo, những ai đã từng đến địa điểm này cần liên hệ ngay với trạm y tế gần nhất hoặc gọi điện đến Trung tâm Y tế huyện Thanh Trì theo số điện thoại 024-226-31408 hay gọi điện thoại đến CDC Hà Nội theo số 0969-082-115 hoặc 0949-396-115 để được tư vấn và hỗ trợ. Thưa quý vị, với thời điểm giãn cách xã hội như hiện tại thì những tờ giấy thông hành ra đường lại trở nên quý hiếm. Cũng chính vì việc này mà nó lại đắt giá và phát sinh nhiều vấn đề. Theo Vietnamnet vào ngày 11 tháng 8, Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội đang mở rộng điều tra vụ 3 thanh niên mua 9 giấy đi đường ở cửa hàng cầm đồ. Vụ việc được phát hiện vào ngày 6 tháng 8 tại chốt kiểm dịch COVID-19 ở đầu ngõ 214 Nguyễn Xiển, phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân. Trong 3 thanh niên thì có 2 người trú tại Hoàng Mai, người còn lại trú tại Long Biên. 3 người này đã khai nhận là mua 9 giấy đi đường với tổng số 12 triệu đồng tại một cửa hàng cầm đồ ở đường Láng, quận Đống Đa. Hiện chưa có thông tin về xử phạt đối với 3 thanh niên này và tiệm cầm đồ. Tại Hải Dương, một bé trai 3 tuổi nhiễm COVID-19 xuất hiện 8 cụm dịch. Báo Gia Đình Net đưa tin, vào ngày 11 tháng 8, cơ quan y tế Hải Dương xác nhận thêm 4 trường hợp F1 dương tính đã được cách ly trước đó. Trong đó, huyện Gia Lộc có 3 ca và huyện Kim Thành có một bé trai 3 tuổi. Tính đến chiều cùng ngày, tỉnh Hải Dương đã có 7 khu vực xuất hiện ca nhiễm, đó là huyện Nam Sách, Kim Thành, Gia Lộc, Tứ Kỳ, Ninh Giang, thành phố Chí Linh và thành phố Hải Dương, trong đó có 8 cụm dịch. Như vậy, trong đợt dịch thứ tư này, Hải Dương có tổng cộng là 155 ca nhiễm, trong đó có 62 người đã hồi phục và 91 trường hợp đang điều trị. Cũng tại Hải Dương, theo báo Người Lao Động vào ngày 11 tháng 8, thành phố đã xử phạt 15 triệu đồng đối với nữ chủ cửa hàng bán thuốc tân dược ở phố Thượng Đạt, phường Tứ Minh, vì chị này đã không ghi chép đầy đủ thông tin khách hàng, không báo cáo với cơ quan y tế các trường hợp mua thuốc do ho sốt. Trong cùng ngày, Công an phường Quang Trung đã xử phạt 5 tài xế trốn trạm kiểm soát, vượt rào chắn để vào thành phố Hải Dương. Đây là lái xe từ các khu vực khác muốn làm xét nghiệm COVID-19 nhưng trốn tránh các chốt kiểm soát. Do những người này không nằm trong vùng có dịch nên Công an đã xử phạt hành chính mỗi lái xe 2 triệu đồng. Tại Thanh Hóa, dừng các dịch vụ bán hàng và ăn uống tại chỗ bắt đầu từ 12 giờ ngày hôm nay ngày 12 tháng 8. Vào chiều ngày hôm qua ngày 11 tháng 8, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa đã ra thông báo mới, bắt đầu từ 12 giờ ngày hôm nay sẽ tạm dừng tất cả các địa điểm bán hàng ăn uống tại chỗ, chỉ được bán mang về cho đến khi có thông báo mới.
Bên cạnh đó, cần hạn chế số người tham dự các đám tang, đám cưới, sinh nhật và chỉ tổ chức trong nội bộ gia đình, hạn chế việc tụ tập ăn uống đông người. Tính từ ngày 27 tháng 4 đến 6 giờ sáng ngày hôm nay, khu vực này đã có 152 ca nhiễm. Hiện có 90 bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Phổi Thanh Hóa và có biểu hiện nhẹ hoặc không có biểu hiện. Đà Nẵng thêm 56 ca dương tính, có 5 F0 phát hiện trong cộng đồng tại khu công nghiệp Hòa Cầm. Vào chiều ngày 11 tháng 8, Sở Y tế cho biết, thành phố ghi nhận thêm 56 ca dương tính, gồm có 31 ca đã cách ly, 19 người trong khu phong tỏa và 6 ca ghi nhận trong cộng đồng. Đáng chú ý ở đây là 6 trường hợp dương tính ghi nhận trong cộng đồng chưa được cách ly, trong đó có 5 công nhân làm việc tại công ty Furikura Automotive, khu công nghiệp Hòa Cầm, được phát hiện khi test nhanh và lấy mẫu diện rộng. Đây là chuỗi lây nhiễm mới liên quan đến bệnh nhân COVID-19 được ghi nhận trước đó. Cơ quan chức năng đánh giá chuỗi lây nhiễm có nguy cơ rất cao. Người còn lại trong 6 ca cộng đồng là điều dưỡng học việc tại Bệnh viện 199 của Bộ Công an. Chuỗi lây nhiễm cảng cá Thọ Quang đã ghi nhận 43 ca, khu vực này được ghi nhận là đang ở nguy cơ rất cao. Tính từ ngày 10 tháng 7 đến nay, Đà Nẵng đã ghi nhận 1.473 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 43 ca nặng. Tại Bình Dương hết vaccine, gửi văn bản hỏa tốc xin thêm 1 triệu liều. Cũng trong ngày hôm qua, Bình Dương đã có văn bản hỏa tốc gửi Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về việc phân bổ thêm vaccine COVID-19. Theo thống kê, dân số Bình Dương hiện tại là hơn 2,6 triệu người, còn nhiều người chưa được tiêm. Tỉnh này cam kết nếu được phân bổ 1 triệu liều thì sẽ giữ nguyên tốc độ 100.000 liều mỗi ngày và tiêm hết trong vòng 10 ngày. Tính đến sáng ngày 11 tháng 8, tỉnh Bình Dương đã có hơn 32.000 ca mắc COVID-19, trong đó có 220 người tử vong, gần 600 người có diễn biến nặng, hơn 10.400 bệnh nhân đang điều trị tại các bệnh viện. Số ca mắc được dự báo tiếp tục tăng trong những ngày tới. Bộ Y tế yêu cầu công ty An Sinh làm rõ việc tăng giá máy thở lên gấp đôi. Bộ Y tế vừa có văn bản gửi công ty cổ phần đầu tư và phát triển y tế An Sinh, đề nghị làm rõ việc chênh lệch giá máy thở gấp đôi so với thực tế. Cụ thể, giá bán máy thở model 2000 Evo 5 của Mekis do Hàn Quốc sản xuất, công ty An Sinh nhập cảnh kê khai trên cổng thông tin là 960 triệu đồng một máy. Tuy nhiên, tại cùng thời điểm báo giá, cùng loại, cùng hãng, model máy thở trên, công ty cung cấp cho các đơn vị là 455 triệu đồng một máy. Bộ Y tế yêu cầu, trước ngày 13 tháng 8, An Sinh phải có báo cáo giải trình lý do công bố giá chênh lệch tăng đột biến tới 210% so với giá bán. Nếu trước thời gian trên không giải trình, tài khoản thông tin công bố giá của An Sinh trên cổng điện tử công khai giá trang thiết bị y tế sẽ bị tạm dừng. Trước đó vào chiều ngày 11 tháng 8, sau khi thông tin công khai đội giá máy thở xôn xao trên mạng xã hội, đại diện một đại lý bán loại máy này cho biết giá bán thực tế đã có lãi của loại máy Evo 5 chỉ là 425 triệu đồng. Tạm kết thúc thông tin về dịch bệnh, tiếp theo mời quý vị cùng chuyển sang các tin tức đáng chú ý khác. Thanh Hóa tạm đình chỉ công tác 4 cán bộ xã. Thưa quý vị, như Khỏe Tự nhiên đã đưa tin vào trưa ngày 11 tháng 8, tỉnh Thanh Hóa đã cho điều tra một nhóm cán bộ tụ tập đánh bài tại trụ sở xã Tế Lợi, huyện Nông Cống. Tại hiện trường có một bộ bài và 655.000 đồng. Theo VTC, vào chiều cùng ngày, huyện Nông Cống đã tạm đình chỉ công tác và xử phạt hành chính đối với 4 cán bộ xã do tập trung đánh bài trong trụ sở. Huyện này đã giao cho cơ quan chức năng điều tra và phải có kết quả trước 15 giờ ngày 13 tháng 8. Bốn người này gồm có Chủ tịch xã Minh Nghĩa, Chủ tịch xã Tế Lợi, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Tế Thắng và người thứ tư là Chỉ huy trưởng quân sự xã Tế Lợi. Một người ngồi xem là cán bộ văn hóa xã Tế Lợi. Người đến sân bay đi nước ngoài cần một số giấy tờ. Theo báo Người Lao động, hiện nhu cầu ra nước ngoài của người dân khá nhiều. Để đến sân bay thì hành khách cần phải đáp ứng đủ những quy định như sau. Tại chốt kiểm soát, hành khách cần xuất trình hộ chiếu kèm theo visa còn hiệu lực, giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19 còn hiệu lực bằng phương pháp xét nghiệm real-time PCR. Vé máy bay phải có đủ mã code, thời gian bay, ngày bay, số hiệu bay và thực hiện khai báo y tế. Đảm bảo một người đi một xe, ngoại trừ trường hợp nhiều người sống cùng một gia đình đều có vé và đi chung một chuyến bay. Không chỉ người đi nước ngoài mà tài xế cũng phải tuân thủ những quy định như sau. Tại chốt kiểm soát, lái xe xuất trình bản photo hoặc vé máy bay điện tử của người đi nước ngoài gồm có mã code vé máy bay, thời gian bay, ngày bay, số hiệu chuyến bay, giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19 còn hiệu lực. Phiếu xác nhận thông tin phải ghi rõ tên từng người có vé, hành trình chiều đi, chiều về và mục đích chuyến đi đưa người đến sân bay có xác nhận của xã phường, nơi cư trú của lái xe ô tô, thực hiện khai báo y tế.
Bên cạnh đó, tài xế cần đảm bảo một cung đường, hai điểm đến. Vừa rồi là những tin tức tại Việt Nam. Tiếp sau đây mời quý vị cùng chuyển sang phần tin thế giới. Động đất mạnh 7,2 độ Richter rung chuyển Philippines kèm cảnh báo sóng thần. Cơ quan khảo sát địa chất Hoa Kỳ cho biết, một trận động đất mạnh 7,2 độ Richter ở độ sâu 65,6 km đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía đông nam của Philippines vào sáng sớm ngày thứ Năm ngày 12 tháng 8. Viện Núi Lửa và Địa chấn Philippines Fivos ban đầu cho biết dự kiến sẽ có thiệt hại và dư chấn. Fivos cũng cảnh báo có nguy cơ xuất hiện sóng thần đối với nước này. Trong khi Cơ quan Thời tiết Quốc gia Hoa Kỳ và Cơ quan Quản lý Khẩn cấp Hawaii cho biết không có nguy cơ xảy ra sóng thần đối với bờ Tây Hoa Kỳ hoặc Hawaii. Philippines nằm trên vành đai lửa Thái Bình Dương về mặt địa chất và thường xuyên xảy ra các trận động đất. Hiện chưa có thông tin về thương vong hay thiệt hại về người. Mỹ kêu gọi OPEC và đối tác tăng sản lượng dầu nhằm giúp hồi phục kinh tế toàn cầu. Vào ngày 11 tháng 8, Nhà Trắng đã kêu gọi các nước sản xuất dầu mỏ OPEC và các đối tác của khối tăng sản lượng khai thác nhằm ngăn giá dầu gia tăng trong bối cảnh lo ngại rằng việc này có thể làm chệch hướng sự phục hồi kinh tế sau đại dịch. Chính quyền Tổng thống Biden cho biết, thỏa thuận vào tháng 7 của OPEC nhằm tăng sản lượng lên 400.000 thùng một ngày bắt đầu từ tháng 8 và kéo dài đến năm 2022, đơn giản là không đủ trong thời điểm quan trọng trong khi kinh tế toàn cầu đang trên đà hồi phục này. Cố vấn an ninh quốc gia, ông Jay Sullivan phát biểu, các thị trường năng lượng cạnh tranh sẽ đảm bảo nguồn cung cấp năng lượng ổn định và đáng tin cậy, và OPEC phải làm nhiều hơn nữa để hỗ trợ sự phục hồi kinh tế. Trong phiên giao dịch cùng ngày, dầu Brent trên thế giới được giao dịch với mức dưới 70 đô la Mỹ một thùng, giảm 1%. Mỹ cho biết Taliban có thể chiếm thủ đô Kabul trong 90 ngày, hàng trăm lính Afghanistan đầu hàng. Vào ngày 10 tháng 8, một quan chức quốc phòng Mỹ dẫn nguồn tin tình báo Mỹ cho biết các tay súng Taliban có thể cô lập thủ đô của Afghanistan trong 30 ngày và có thể chiếm lấy thủ đô này trong 90 ngày. Một nguồn tin an ninh phương Tây cho hay, tất cả các cửa ngõ vào Kabul nằm trong thung lũng có núi bao quanh đều chật cứng dân thường chạy trốn bạo loạn. Theo một báo cáo khác, vào ngày 11 tháng 8, lực lượng Taliban đã chiếm được quyền kiểm soát thủ phủ tỉnh lỵ thứ 9 của Afghanistan chỉ trong vòng 6 ngày. Một quan chức địa phương tỉnh Kunduz nói rằng hàng trăm binh sĩ cùng với cảnh sát của tỉnh này đã buông vũ khí đầu hàng lực lượng Taliban. Trong một diễn biến khác, cùng ngày, Tổng thống Afghanistan, ông Ashraf Ghani đã phải tới Mazar để tập hợp lực lượng phòng thủ khi Taliban đã áp sát ngoại ô thành phố này. Mazar là thành phố lớn nhất ở Bắc Afghanistan, được cho là có ý nghĩa quan trọng bảo vệ thủ đô Kabul. Cùng ngày, Đức và Hà Lan đã quyết định đình chỉ việc trục xuất người tị nạn Afghanistan với lo ngại tình hình an ninh ở quốc gia Tây Nam Á này đang ngày một xấu đi. Trước đó một ngày, các bộ trưởng Đức, Áo, Bỉ, Hy Lạp, Hà Lan và Đan Mạch vừa tuyên bố việc ngừng trục xuất người tị nạn Afghanistan gửi đi tín hiệu sai và có khả năng thúc đẩy nhiều công dân Afghanistan rời bỏ quê hương. Thái Lan thử nghiệm hai loại xịt mũi chống COVID-19. Theo Reuters, vào ngày 11 tháng 8, thử nghiệm lâm sàng trên người sẽ bắt đầu từ cuối năm nay sau khi Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm của Thái Lan phê duyệt. Những thử nghiệm ban đầu trên chuột đã cho kết quả đầy hứa hẹn. Dự kiến, nếu kết quả thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 tốt, họ có thể sẵn sàng sản xuất đại trà vào giữa năm 2022. Đây là một sản phẩm của Trung tâm Công nghệ Sinh học Quốc gia Thái Lan. Thưa quý vị, niêm mạc mũi được xác định là cổng đón virus vào cơ thể. Vậy nên nhiều quốc gia đã thực hiện nghiên cứu để phát triển thuốc xịt mũi giúp ngăn ngừa và điều trị COVID-19. Một ví dụ là dữ liệu được công bố vào ngày 27 tháng 7 của công ty Star Pharma có trụ sở tại Úc tuyên bố rằng chất natri thiên thạch có thể vô hiệu hóa hơn 99% virus COVID-19, bao gồm cả biến thể Delta và các biến thể của Kappa. Trong khi đó, WHO cũng thử nghiệm 3 loại thuốc điều trị COVID-19. Vào ngày hôm qua, ngày 11 tháng 8, WHO thông báo 3 loại thuốc gồm có Artesunate, Imatinib và Infliximab sẽ được thử nghiệm trên bệnh nhân COVID-19 tại hơn 600 bệnh viện ở 52 quốc gia. WHO nói các liệu pháp này đã được lựa chọn bởi một hội đồng chuyên gia độc lập dựa vào tiềm năng của chúng trong việc giảm nguy cơ tử vong ở bệnh nhân COVID-19 nhập viện. Artesunate là thuốc điều trị bệnh sốt rét, Imatinib là thuốc dùng cho một số bệnh ung thư và Infliximab là thuốc điều trị rối loạn hệ miễn dịch như bệnh Crohn, bệnh viêm ruột thành mãn tính hoặc viêm khớp dạng thấp. Ba loại thuốc này được các nhà sản xuất quyên góp để thực hiện thử nghiệm và đang được chuyển tới các bệnh viện liên quan.
Và những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin trưa nay của Khỏe Tự Nhiên. Trân trọng cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất để gửi tới quý vị. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào các bản tin kế tiếp.